Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Malaysia và U23 Myanmar. Đây là trận đấu thuộc vòng bảng của giải U23 Đông Nam Á và sẽ được diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 15 tháng 2. Và ở trận đấu này U23 Malaysia là những người đánh giá cửa trên. Và theo mức tỷ lệ kèo của trận đấu này thì U23 Malaysia sẽ chấp U23 Myanmar với mức kèo là 0.25, mức kèo hay tăng 0.5 và hạ xuống đồng banh. Mức tài xỉu trận đấu này là 2.5, 2.75 và 2.25 trên tỷ kèo biến động. Thì trước khi đi vào nhận định, các bạn cho mình xin một like video của Sarai kia nhé. Thì trong quá khứ thì U23 Malaysia và U23 Myanmar có hai lần chạm trán với nhau, và hai lần chạm trán đó thì mỗi đội đều giành một chiến thắng. Năm trận thi đấu gần nhất của U23 Malaysia thì họ thắng 2 và 1 và thua 2. Năm trận thi đấu gần nhất của U23 Myanmar thì họ thắng 1, hòa 1 và thua 3. Và trận đấu này với mức kèo thế này thì khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa đội U23 Myanmar trong này. Vì sao? Thứ nhất là mặc dù trận đấu này U23 Myanmar bị ra phía dưới, nhưng mà họ cũng không phải gọi là hoàn toàn quá yếu so với U23 Malaysia đó các bạn. Thứ hai, để hiểu về trận đấu này mà hai đội có hòa nhau, chúng ta chọn của U23 Myanmar chúng ta vẫn thắng được nửa kèo. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá thì vẫn chưa nói trước được nhiều điều, khi mà 90 phút chưa thúc, có thể trận đấu này U23 Myanmar họ sẽ là những người may mắn hơn và có thể là đá bại được U23 Malaysia luôn thì sao. Với lại là mặc dù là thấy trên phương diện thì bóng đá Malaysia mạnh hơn Myanmar, nhưng mà đó là câu chuyện của đội tuyển quốc gia mà thôi. Còn ở những giải trẻ thì những cầu thủ trẻ của Malaysia ở thời gian này đào tạo ra thì mình thấy họ đá cũng không hay gì mấy. Mình dự đoán trận đấu này Myanmar ít nhất sẽ có một trận hòa trước U23 Malaysia. Cho nên nào tin tưởng mình thì bạn ưu tiên đi cửa đội U23 Myanmar được chấp đồng nửa trận này. Mức tài xỉu trận đấu này là 2.5, 2.25 và 2.75. Thì những lần mà chạm trán trước đó hai đội á thì mình thấy là từ 3 bàn trở lên cũng có. Mình dự đoán trận đấu này có thể là hai đội đều có bàn thắng vào lưới của mình. Mình dự đoán trận đấu này hai đội hòa nhau số là 2 đều, hoặc là 2-1 nghiêng về cho U23 Myanmar. Cho nên nào tin tưởng mình nữa thì bạn ưu tiên đi cửa tài trận này. Nếu như trận đấu này các bạn không tin tưởng cửa U23 Myanmar thì bạn ưu tiên đánh tài không. Mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là đồng nửa từ số 1 trái. Hiệp 1 thì các bạn có thể là đá U23 Myanmar và các bạn canh tài hạ dưới một trái các bạn thả vào. Và tất bài trận đấu khuyên các bạn chọn U23 Myanmar và bạn đá tài, phải một chọn U23 Myanmar và canh tài hạ thì vào. Và xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.